Sau phiên tòa căng não vào sáng ngày 20 tháng 8, gia đình của Hằng Du Mục đang vô cùng hân hoan khi cô chính thức thắng kiện, giành được quyền nuôi cả 4 con. Bố của Hằng Du Mục đã lập tức có phát ngôn, đồng thời khẳng định một điều đến các cháu. Sáng ngày 20 tháng 8, Hằng Du Mục chính thức xác nhận kết quả ly hôn với Tôn Bằng. Hằng cho biết mình đã giành được quyền nuôi 4 đứa con, đổi lại cô sẽ phải ra đi trắng tay, không mang theo bất cứ tài sản nào. Cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân này là quá lớn. Và hôm nay Hằng ra đi tay trắng nhưng đổi lại là 4 đứa con trai là điều kiện duy nhất của Hằng, cô chia sẻ trên trang cá nhân. Tuy nhiên ở cuối thông báo, Hằng Du Mục cũng nhấn mạnh chuyện tự chủ tài chính, cho thấy điều kiện này không quá ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp của cô. Hãy dựa vào bản thân mình để sống. Đừng phụ thuộc ai kể cả về tinh thần hay vật chất, bởi lỡ có một ngày giống như Hằng hôm nay, các bạn sẽ biết sự tự lập, tự chủ, tự do tài chính nó quan trọng nhường nào. Hân hoan chúc mừng cho con gái đã chính thức thắng kiện và thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy tăm tối với Tôn Bằng. Bố của nữ TikToker trong sáng ngày 20 tháng 8 đã có những chia sẻ. Ông cho biết đã khóc òa như một đứa trẻ, gửi lời cảm ơn đến đại sứ quán vì đã ủng hộ con gái ông, bên cạnh giúp đỡ để có được phần thắng. Ông viết trên trang cá nhân, Hằng Du Mục đã được quyền nuôi 2 con nhỏ và tất nhiên 2 con lớn cũng sẽ theo mẹ. Mình đã bật khóc như con nít khi con báo tin. Cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cảm ơn toàn thể anh em cộng đồng mạng đã quan tâm ủng hộ, đa tạ. Chưa hết, bố của Hằng Du Mục còn tuyên bố từ giờ sẽ là chỗ dựa vững chãi cho các cháu, không chỉ cháu ruột mà cả 2 cháu, là con riêng của Tôn Bằng là Nhất Dương và Dịch Dương. Ông trả lời một bình luận khi được hỏi về việc tương lai các cháu sau này, chắc chắn rồi, bảo hộ cho các cháu phát triển cuộc sống tương lai luôn chứ. Sau thông báo ra đi tay trắng và chỉ mong được ở cạnh các con. Ngay lập tức, chia sẻ của Hằng Du Mục nhận về nhiều lời chúc mừng và động viên từ cư dân mạng. Nhiều người cũng cho rằng việc ra đi tay trắng mà đổi lại được nuôi cả 4 đứa con là điều may mắn và hạnh phúc nhất với cô. Hơn nữa, ai nấy cũng đều tin tưởng rằng với bản lĩnh của mình, cô sẽ sớm gây dựng được lại mọi thứ. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi Hằng Du Mục vẫn được xem là một trong những chiến thần chốt đơn đình đám ở thời điểm hiện tại, khả năng kiếm tiền khủng. Dù không công bố con số chính xác nhưng mỗi mega livestream của Hằng Du Mục có thể đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng, thu nhập ước tính khoảng vài tỷ cho mỗi phiên như vậy. Chưa kể những phiên livestream hàng ngày của Hằng Du Mục cũng rất khủng. Có phiên cô bán ra 2 tấn táo đỏ chỉ trong chưa đầy 1 phút. Hay trong một lần khác, doanh thu của cô đạt 817 triệu chỉ trong 18 phút, phải cất đồ đi, tạm dừng bán vì sợ với lượng đơn lớn thì sẽ không kịp gửi hàng kịp mọi người. Nhiều người chia sẻ rằng muốn mua được sản phẩm này của cô thì phải thật nhanh tay, giống như chạy đua vậy, bởi táo đỏ Hằng Du Mục luôn hết rất nhanh. Hằng Du Mục được biết đến là nữ TikToker sinh năm 1995 cực kỳ nổi tiếng. Chồng của Hằng Du Mục từng có một đời vợ và 2 người con trai riêng. Trong quá trình hôn nhân, Hằng Du Mục đã sinh thêm 2 người con cùng Tôn Bằng. Mối quan hệ giữa cô và 2 con trai riêng của chồng là Nhất Dương và Dịch Dương cũng vô cùng tốt đẹp. Thậm chí, khi thấy Tôn Bằng tác động vật lý Hằng Du Mục, Dịch Dương đã lao vào đỡ đạn cho dì Hằng.